Ta tiếp tục với cái bài tập trong sách giáo khoa về lực ma sát. Bài số 7. Một vận động viên môn hockey. Vận động viên môn hockey dùng gậy cả bóng để truyền cho nó một tốc độ ban đầu. Dùng gậy để truyền cho bạn vận tốc ban đầu là 10 mét trên giây. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng. Bằng 0,1. Lấy ra mức trọng trường g bằng 9,8 mét trên dây địa phương. Hỏi quả bóng đi được một quãng đường là bao nhiêu thì dừng lại. Thì vận tốc ban đầu của bóng là 10 mét trên giây, V0 bằng 10 mét trên giây. Em nhớ là khi quả bóng ngừng không tác dụng lên tần nữa thì có nghĩa là lúc này vẫn chỉ chịu tác dụng của biên lực là được ma sát ngược chiều với chiều chuyển động của bạn. Nếu ta giả định là vật đang chuyển động trái sang phải thì được ma sát theo chiều ngược lại từ phải sang trái, có nghĩa là lúc này vật sẽ chuyển động chậm dần đề với gia tốc bằng bao nhiêu. Muốn biết gia tốc bằng bao nhiêu thì ta cần phải tính cái lực ma sát. Ta có cái lực ma sát thì bằng hệ số ma sát nhân với cái áp lực vuông góc. Trên sân lúc này ta hiểu là bề mặt của nó là ngang nên áp lực vuông góc lúc này cũng chính là trọng lực. Tuy là đầu bài không có đấy rõ cái điều này nhưng ta phải tự hiểu là áp lực vuông góc sân của chúng ta được coi là phẳng và song song với bề mặt của trái đất mà. Nhân với áp lực vuông góc này cũng bằng hệ số ma sát nhân với trọng lực p. Đây cũng bằng hệ số ma sát nhân với trọng lực p thì bằng diameter nhân với m nhân với cả. Đấy. Lúc này bạn chỉ chịu mức lực ma sát thôi. Vậy theo cái định luật hai Newton ấy thì lực ma sát bằng gì? M nhân với a. Nhưng lúc này là chuyển động chậm dần đều trên a thì nó giống dương. Nên nó bằng trừ m nhân a thì đúng hơn. Vậy từ đây em suy ra này, nguy nhân với m nhân với g thì bằng trừ m nhân a. Nhớ nhé, do chuyển động chậm dần đều này trên a thì nó giống âm, vậy thì hợp lực tác dụng lên vật lúc này cũng chính là lực ma sát thì bằng trừ m nhân a. Vậy em sẽ rút ra được gia tốc a bằng gì? M với m hai đấy là mất hết đi, còn lại trừ nguy nhân với g là xin lỗi là bằng trừ nguy nhân với g hay bằng nguy đây là 0,1 trừ 0,1 nhân với 9,8 hay bằng trừ 0,98 mét trên dây điện. Thế làm sao để biết là quãng đường mà ta đi được bao nhiêu thì nó sẽ dừng lại? Thì ta áp dụng cái công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều. Khi vật dừng lại có nghĩa là vận tốc bằng không các bạn. Ta dùng công thức là v bình trừ v không bình bằng 2as. Từ đây em rút ra này, vậy quãng đường mà đi được s sẽ bằng gì? V bình trừ v không bình trên 2a. Ta thay số này, v chính là vận tốc lúc nó dừng bằng không bình trừ đi vận tốc ban đầu là 10 mét trên dây bình, tức là ta có xin lỗi 10 mét trên dây thì ta có 10 bình chia cho 2a là 2 nhân với trừ 0,98 đó, hay bằng
chúng ta có là trừ 100 chia cho 2 để chia tiếp cho 0,98, tức là bằng 50 chia cho 0,98. Thì các em có thể tự cân máy tính con số này ta được kết quả như sau này. Ta được 50 và chia cho 0,98 thì nó sẽ xấp xỉ là 51 mét. 51 nha. Vậy là từ khi vận động viên tác dụng vào và cái chuyển cho nó một cái vận tốc là 10 mét trên giây cho đến khi nó dừng trên sân bóng đó là 51 mét.